Em xin kính chào quý vị anh chị nhé, cùng quý nhà đầu tư đang xem trên kênh Bất Động Sản Tây Nguyên Gia Lai nhé. Và hôm nay em giới thiệu cho quý vị anh chị một sản phẩm, một lô đất rẫy bám mặt tiền tỉnh lộ 438 như thế này, là 31m chiều ngang như thế này nhé quý vị anh chị. 31m chiều ngang bám mặt tiền tỉnh lộ 438 như thế này. Đây, sản phẩm của chúng ta là có một căn nhà có hệ thống chuồng trại rất là bài bản rồi nhé. Ở trên đất là có sẵn là nguồn thu cà phê với tổng diện tích là hơn 1 hecta, 1 hecta 1 nhé quý anh chị nhé. Và có 31m bám mặt tiền đường tỉnh lộ 438 như này. Và sản phẩm của chúng ta là có hai mặt tiền, một mặt tiền đằng trước như thế này và một mặt tiền đằng sau. Hiện trạng là mặt tiền đằng sau là rộng 4m đường bi chị nhé. Và em sẽ giới thiệu qua các hướng đi cũng như là tiện ích của lô đất này nhé. Theo hướng tay em chỉ đây, chúng ta sẽ đi về trung tâm ủy ban xã là rơi vào khoảng 4 km, và đi ra trung tâm của huyện Chư Sê là rơi vào khoảng 8 km quý chị nhé. Và theo hướng này thì chúng ta sẽ ra được đến trung tâm của thành phố Pleiku là rơi vào khoảng 30 km quý chị nhé. Đây là con đường tỉnh lộ 438 là sắp tới là sẽ được mở rộng và sửa lại như quý chị nhé. Thì quý vị anh chị mua vào trong thời điểm này thì giá cả rất là hợp lý nhé. Sau khi con đường này sửa xong thì sẽ lô đất của chúng ta sẽ có giá trị rất là cao nhé. Đất thì đã quy hoạch phù hợp rồi nhé quý vị chị nhé. Đây em sẽ chỉ danh đất chúng mình đi theo hướng tay em chỉ đây, và ba mặt tiền đường tỉnh lộ 438 như thế này, đến cái cây đằng cao cao đằng kia là 31m quý vị chị nhé, 31m nha. Đây nhé quý vị nhé. Và trước nhà thì có một căn nhà cấp 4 như thế này nha quý vị nhé. Trước nhà thì có một căn nhà cấp 4 như thế này. Ở ngoài thì được gia chủ rào và lưới thép B40 xung quanh vườn rồi quý vị chị. Lưới thép B40 xung quanh vườn rồi nhé. Đây là cà phê này quý vị chị. Cà phê. Ở đây thì có chúng ta có một căn nhà cấp 4 như thế này. Có hệ thống chuồng heo như quý vị nhé. Hệ thống chuồng heo rất là bài bản luôn. Chất đất là chất đất đỏ ba gian nhé. Chất đất đỏ rất là đẹp như quý vị chị nhé. Hôm nay thì có tiếng máy cưa thì khá là ồn. Đây có hệ thống chuồng trại này. Đây như quý vị chị nhé. Gia chủ có hệ thống lắp camera rất là bài bản đâu. Đây là hệ thống chuồng heo như quý vị chị. Đấy, hệ thống chuồng heo rất xây rất là kiên cố luôn. Rộng rãi và kiên cố luôn quý vị chị nhé. Nhà cửa hệ thống chuồng trại rất là bài bản luôn ạ. Và bây giờ em sẽ tiến sang cái vườn cà phê để quay giới thiệu chi tiết cho quý vị anh chị nhé. Đây thì có đường điện 3 pha này, có hệ thống nước này, tưới bằng giếng cho quý vị anh chị nhé. Hệ thống chuồng trại là rất là bài bản, kiên cố nhé. Ở đây có cái giếng này quý anh chị. Đây là có một cái giếng nhé. Đây là giếng khoan quý anh chị nhé. Đường điện 3 pha. Đây là cà phê quý anh chị. Cà phê cũng khá là đẹp. Cà phê này thì đang trong thời kỳ kinh doanh mạnh rồi. Mùa này thì là do là mùa khô nên là lá thì nó sẽ hơi héo một chút. Đó. Gia chủ hiện tại mới tưới. Mới tưới đây quý anh chị, mới tưới đợt 1 đây. Quý vị anh chị mua sản phẩm lô đất này thì đã có sẵn nguồn thu trên đất rồi nhé. Đất thì khá là bằng nhé quý vị anh chị. Đất thì khá là bằng. Hệ thống chuồng trại rất là bài bản luôn ạ. Cà phê khá là đẹp. Từ đầu đường tỉnh lộ 438 mà kéo xuống ở phía đằng cuối kia là hơn 200m. Hơn 200m, và đằng phía dưới cuối kia thì sẽ có một con đường đi qua lô đất của chúng ta, là thể hiện trên bìa là đường hiện trạng rộng 4m như quý vị nhé. Là lô đất sản phẩm của chúng ta là có hai mặt tiền đường như quý vị nhé. Hệ thống thoát nước của chuồng heo này quý vị, có hệ thống thoát nước rất là bài bản luôn. Đây là cái đằng sau của chuồng heo. Và với mức giá bán gia chủ mong muốn đang là 1.3 tỷ như chị nhé. Với mức giá bán này thì em thấy cũng rất là hợp lý, bởi vì sắp tới con đường tỉnh lộ 438 sẽ được mở rộng và giá trị đất của chúng ta sẽ tăng
lên rất là nhiều những quý vị chị nhé. Quý vị anh chị mua trong thời điểm này thì giá hiện tại thì còn khá là phù hợp. Theo như em thấy mức giá này thì khá là phù hợp để quý vị anh chị chúng ta mua về đây, chúng ta đầu tư định cư sinh sống tại đây. Trên đất thì đã có sẵn nhà rồi, sẵn cửa như thế kia, sẵn nhà cửa chuồng trại, bình nước, giếng điện. Quý vị anh chị có chỉ có thay quần áo đến đây là chúng ta ở được luôn quý vị anh chị nhé. Quý vị anh chị nào quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì có thể liên hệ ngay cho em với số điện thoại đang ghi trên màn hình nhé. Các bạn Zalo gửi đầy đủ thông tin bìa cũng như là các giấy tờ liên quan đến sản phẩm lô đất này cho quý vị nhé. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm theo dõi kênh cũng như là theo dõi video nhé.